Thưa quý vị, năm học 2019-2020, thành phố Đà Nẵng có 25 giáo viên được nhận danh hiệu nhà giáo tiêu biểu. Đây là phần thưởng cho sự đóng góp không mệt mỏi của nhiều thầy giáo, cô giáo vào sự nghiệp trồng người của thành phố. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong 25 tấm gương nhà giáo tiêu biểu, người đã có gần 30 năm gắn bó với bục giảng. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hiếu, giáo viên dạy môn vật lý, trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Gần 30 năm gắn bó với nghề, là ngần ấy năm, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hiếu trăn trở với câu hỏi làm thế nào để vật lý trở nên gần gũi với học trò. Tìm tòi những phương pháp dạy học mới, truyền cảm hứng trong từng tiết học, chỉ bảo tận tình học sinh ngồi giờ lên lớp, nên môn vật lý đã không còn là nỗi lo với nhiều học sinh của cô. Em học cô Hiếu vào năm lớp 9 thì lúc đầu cảm thấy môn lý rất khó, nhưng mà sau khi cô dạy thì cảm thấy môn lý rất dễ, cô dạy rất có tâm. Trong những lúc thực hành thì cô đi lại từng nhóm và chỉ các bạn rất tận tình. Trong suốt khoảng thời gian cháy hết mình với nghề giáo, cô Hiếu đã không ít lần nhận được các danh hiệu giải thưởng giáo viên dạy giỏi các cấp. Trong những năm học qua, học sinh đội tuyển vật lý của trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi thành phố. Nhưng điều khiến cô và bao thầy cô giáo khác say sưa với nghề, sống trọn với nghề, chính là sự công nhận không tên từ phía học sinh, phụ huynh. Với cái cương vị là cán bộ quản lý của nhà trường, thì tôi nhận thấy rằng là cô Minh Hiếu là có người có cái phẩm chất đạo đức rất là tốt, gương mẫu, mẫu mực và có tâm huyết, có nhiệt huyết với nghề, là một người là truyền lửa đến cho thế hệ trẻ, noi gương theo cô. Mình thấy là trong cái nghề này thì mình có rất là nhiều niềm vui từ học trò. Ví dụ như những lúc mà mình buồn hoặc là gì đó thì lên lớp thấy những cái nụ cười của các em thì nó làm cho mình quên đi cái sự mệt nhọc. Và trong có một cái bài thơ mà mình có viết vào cái ngày nghề của mình thì mình viết một câu là mến tặng cho đời những đó xinh tươi không tỏa sáng nhưng cháy cùng mỡ. Với những người giáo viên đã cống hiến gần hết cuộc đời mình cho ngành giáo dục như cô Hiếu, những mùa 20 tháng 11 cuối luôn mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Từng thế hệ học sinh trưởng thành, vững bước trên con đường đời là những nốt nhạc vui mà các thầy giáo, cô giáo lặng lẽ gom về để bản nhạc cuộc đời cầm phấn của mỗi người càng tròn đầy.